các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh này nha.
xong bức tranh của chú thỏ rất là dễ thương rồi này. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.